Sáng ngày 26 tháng 3, đồng chí Bùi Văn Nhỏ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc và đoàn công tác của huyện đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hòa về tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Mỹ Hòa là một trong 3 xã đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 2020 của huyện Tân Lạc. Tính đến hết tháng 2 năm 2020, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Mỹ Hòa đã đạt 17 trên 19 tiêu chí. Hiện còn 2 tiêu chí chưa đạt gồm tiêu chí số 2 về giao thông và tiêu chí số 5 về trường học. Trong đó, tiêu chí giao thông hiện còn chỉ tiêu về bê tông hóa đường ngõ xóm và cứng hóa đường nội đồng chưa đạt. Địa phương mới bê tông hóa đường ngõ xóm được 1,83 trên 10,33 km, đạt 17,7%, trong khi yêu cầu cần đạt từ 30% trở lên. Đường nội đồng, tổng số km đường trục chính nội đồng được cứng hóa, đảm bảo xe cơ giới đi lại thuận tiện mới thực hiện được 2,7 trên 9,6 km, đạt 28,4%, trong khi yêu cầu cần đạt từ 50% trở lên. Tiêu chí 5 về trường học, trường mầm non hiện đang trong giai đoạn tu sửa hoàn thiện nên chưa đạt. Để hoàn thành 2 tiêu chí kể trên, xã cần thực hiện bê tông xi măng ít nhất 1,27 km đường ngõ xóm và cứng hóa 2,1 km đường nội đồng, đồng thời đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng trường mầm non xã Mỹ Hòa. Tại hội nghị, các đồng chí trong đoàn công tác của huyện và xã Mỹ Hòa đã tập trung thảo luận, đưa ra các giải pháp thực hiện cụ thể nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi các tiêu chí nông thôn mới để xã sớm được công nhận xã nông thôn mới trong quý 2 năm 2020. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Nhỏ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị xã Mỹ Hòa cần nêu cao tinh thần trách nhiệm với quyết tâm chính trị cao nhất, tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung nguồn lực vào các tiêu chí chưa đạt và nâng cao các tiêu chí đã đạt nhưng chưa bền vững. Với các cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo huyện tiếp tục phối hợp với địa phương hoàn thiện hồ sơ trong tháng 4, giao cho Phòng Tài chính kế hoạch, Phòng Kinh tế hạ tầng bố trí nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ thực hiện tuyến đường trục chính của xã nối từ quốc lộ 6 vào trung tâm xã. Riêng đường nội đồng, xã tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân và thực hiện tốt việc xã hội hóa, các ngành đoàn thể tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên chỉnh trang đường làng ngõ xóm, cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp.